Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Shonen Action. Thì trong 4 ngày qua thì mình đã vắng bóng cái series Tuni này vì mình cảm thấy rất là buồn vì các bạn đã không ủng hộ cái series Tuni này nữa. Nhưng mà đã có rất nhiều phản hồi tích cực, đó là anh ơi, anh mở series Tuni nữa đi, bọn em vẫn ủng hộ. Ok, thì hôm nay mình quyết định mua tiếp một bịch Tuni này và mình sẽ lại cố gắng kiên nhẫn để xem các bạn có ủng hộ mình như lúc đầu hay không. Thì vấn đề ở đây không, vấn đề ở đây là chúng ta cái sự niềm vui của chúng ta thôi, chứ cái thẻ này vì sau mình cũng sẽ làm cái ví dụ những cái sự kiện event nhỏ nhỏ để mình tặng thẻ hoặc là tra tấn những cái thẻ trùng như kiểu Ogenu. Ok, thì ngay bây giờ tôi sẽ mở 5 gói, còn 5 gói này sẽ là một video tiếp theo, nên anh em nhớ là cái series Tuni này vẫn chưa kết thúc. Nếu mà tôi cảm thấy chán và anh em cũng thấy chán rồi thì tôi sẽ kết thúc, dừng ngay cái series Tuni lại. Còn đến khi mà Tuni nó ra một cái series mới thì có thể là tôi sẽ lại mua và review cho anh em. Hy vọng nó sẽ ra thẻ của Naruto. Thì cái series Naruto sẽ được tiếp tục. Ok. Có vẻ như lâu lắm chúng ta không ăn bim bim rồi, nên rất là nhớ. Nên ok. Thì điểm danh những gói này, đây là gói A6. Ui, bắt đầu có phông lỗi rồi. Tiếp tục A6, Double A6 rồi. Tiếp tục A4. Tiếp tục A4. Ui, hai gói A4, hai gói A6. Tiếp tục A4. Ok. Vậy là có 3 gói A4 và 2 gói A6. Thì chúng ta sẽ tiến hành mở ngay gói A6 này ngay đầu tiên. Đây. Thì lần trước mình cắt từ đít lên không có một cái thẻ nào cả. Bây giờ mình cắt từ đầu thì chắc là phải cắt từ đầu thôi. Ok. Thì hôm nay tôi sẽ cắt từ đầu. Đấy, hôm nay tôi sẽ thử mọi kiểu cắt. Thứ nhất, cắt từ trên đầu. Đấy, cắt từ trên đầu. Ta ăn không hết bim bim đâu, nên thôi, lại chuẩn bị một cái túi ni lông và nhét vô thôi. Ok. Lần này hy vọng sẽ ra dâu trắng. Ok, không có gì. Trống rỗng, một sự trống rỗng đến hoang sơ. Thriller bác, thì như phun mẹ rồi. Thriller bác, không biết các bạn bảo mình phun Thriller bác chưa, mình cũng không để ý lắm. Thế nhưng mình còn thiếu một hay hai thành viên của băng dâu đen hay là Thriller bác ấy, cũng không để ý lắm. Ok, Thriller bác lật. Samurai Ryuma, con này có rồi. Con này là có một cái thanh hắc kiếm cho Zoro. Cho Zoro thanh hắc kiếm và nó bảo là cái linh hồn samurai đã khuất phục được tạo. Ok, vậy là chúng ta đã có một samurai Ryuma. Thẻ thứ hai đó là A4. Thì tiếp tục vẫn là phong thủy. Ok, lần thứ hai mở từ dưới đít. Đấy là đít nhá, mở từ dưới đít lên, hy vọng có thẻ. Lần này mà nó không có thẻ nữa thì vãi cứt. Đây rồi, Râu đen. Sao không có hai thẻ nhỉ? Rồi, râu đen. Ok. Đây là thẻ râu đen của chúng ta. Đây. Râu đen. Rật. San Juan Wolf. Con này là băng dâu đen, nó đã xuất hiện ở trong cái trận chiến thế kỷ, trận chiến lịch sử Marineford. Mà nó xuất hiện mà nó khổng lồ ấy anh em ạ. Cái băng dâu đen lúc mà quả Gura Gura no Mi của dâu trắng đập vào cái tổng bộ hải quân thì bọn dâu đen nó bị phát hiện và ông này ông xuất hiện đây. To vãi cứt. Ông đắp ở, hình như ông đắp ở phía bên trái màn hình thì phải. Phía bên trái chỗ này này. Ví dụ đây là phim thì ông ấy sẽ xuất hiện ở đây, tổng bộ hải quân đây. À đây là tảng đá của tổng bộ hải quân nằm bên này. Mình nhớ là như vậy. Vì mình cũng vừa thỉnh thoảng mình cũng xem lại những cái trận chiến được tổng bộ hải quân. Đây, trận đây, tiếp theo của A4. Bây giờ cắt ngang đi. Hy vọng cắt ngang sẽ ra con ngon. Biến hình. Rồi. Thiêu là bác. Rồi, xác mẹ định hôm nay quả toàn con cổ bắp rồi. Úi dồi ôi.
Thơm. Ha ha. Nhưng mà Foxy. Ha ha. Foxy đậu phụ. Thứ nhất là Foxy. Đấy. Lần trước mở không ra thẻ, lần này mở phát hai thẻ luôn. Quá đẹp. Từ từ cất rác cái. Không tí nữa, không biết gói nào rồi. Ok. Foxy và Thriller Bug kết hợp. Song sát, cặp đôi, song sát. Úi dồi ôi. Con bọ rùa này có rồi. Ơ, thằng Thriller Bug đâu? Thằng Thriller Bug đâu rồi? Ừ, hình như là thằng này thì phải. Đúng không? Đây đúng rồi, Học Bách. Vậy là thành viên tiếp theo của băng Thriller Bug đó là Học Bách. Mình có con này rồi. Ok, mình không biết, mình vẫn không nhớ là hai thằng này nó xuất hiện ở đâu. Anh em nào nhớ thì hãy để lại một comment ngay phía dưới nhá. Ok. Tiếp theo thì mình còn hai gói, đó là gói A4. Thì mình sẽ tiếp tục mở gói A4. Đây là cắt chéo. Đấy. Cắt chéo và cắt sang ngang. Ok. Phong thủy. Cái này hơi đồ khó đổ thẻ đi. Rồi còn gì đây? Con đang gặm thịt này. Lucky Rose. Lucky Rose. Tôi có quá nhiều con gặm thịt rồi. Anh em nào có muốn đổi không? Anh em gặm thịt. Ok. Và đây là gói cuối cùng, gói A6. Gói A6 thì đây là gói cuối cùng rồi thì cầu xin là sẽ ra một con mới. Thì cái hôm nay cái series này thì chỉ có một cái gói là có hai thẻ thôi, vẫn chưa có một con gì mới cả. Hiện tại thì số lượng thẻ của mình chắc cũng phải hơn đến 150 thẻ rồi, phải quá nhiều đây. Cực kỳ nhiều. Nặng phết rồi đấy. Cực nhiều ấy cứt. Mà bạn nào sẽ lấy được cái kho báu One, lúc nào mình sẽ tổ chức một cái event mà cũng có một số lượng lớn thẻ như thế này. Mà bạn coi như đây là một coi như tôi là hải tặc Goldie Roger đi. Thì anh em nào có thể những hải tặc tân binh có thể lấy được cái kho báu One Piece này của tôi. Như kiểu là tôi không bị sư tử đâu. Tôi chỉ là kiểu là bị trao giải thưởng thôi. Chứ không phải là nhất thiết là Roger là bị sư tử. Đậu phụ, con ra con Lucky Rose rồi. Lucky Rose. Hôm nay là hai con Lucky Rose. Hai con Thriller Bug. Với cả một con dâu đen, một con Foxy. Đây. Lucky Rose. Ok. Thì đây là tất cả chỗ bánh của tôi và vỏ bim bim. Thì hôm nay là khá là buồn vì mở nhiều vãi cứt và mở ra cũng ra hai thẻ. Rất là vui. Nhưng mà cũng hơi buồn một chút là vì toàn trùng nhau thôi. Ok, thì đây là kho báu One Piece của mình. Một kho báu rất là nhiều thẻ, trong đó có rất là nhiều thành phần trùng nhau. Chúng ta có thể lập những một băng hải tặc mà toàn thành viên trùng nhau thôi. Ok, thì hy vọng là các bạn vẫn sẽ ủng hộ cái series Toonie này như những ngày đầu. Ok. Thì để ủng hộ mình làm tiếp cái series Toonie này thì các bạn đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ mình. Ngoài ra thì nếu mà thấy ủng hộ mình ra con nào thì các bạn hãy thách thức mình ở dưới phần comment này nhá. Phần dưới comment. Và đừng quên ghé qua channel Game Action để xem những video mới nhất về game nữa. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Và cũng đừng quên ghé qua cái trang donate ủng hộ tôi.com/donation. Ok anh em, thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các anh em vào cái channel thứ hai của tôi, gia đình thứ hai, đó là Game Action. Thì anh em nào vừa xem bim cái series Bim Bim thì có thể nếu mà hơi bị nhàm chán một chút thì có thể ghé qua cái channel Game Action, ủng hộ tôi một subscribe và một like nữa, và có thể share nếu mà anh em thích để ủng hộ tôi, thì tôi sẽ tích cực mua Bim Bim Tuni để về review cho anh em. Nhớ để lại một subscribe nhé. Ok, thì đây là cách để vào Game Action. Đầu tiên, đây là màn hình ẩn danh, không có YouTube nào, không có tài khoản nào cả. Thì bạn có thể gõ Game Action. Game Action. Đây. Biểu tượng của chúng ta là con khỉ Winston ở trong Overwatch. Nó đang ăn chuối. Thì đây, Game Action. Channel. Subscribe 3123. Bấm vào.
thì đây sẽ là gia đình thứ hai của chúng ta. Từ từ đợi tôi không ơi. Đây. Đấy, mình đi rồi, mình đi rồi. Far Cry tập 1. Và đây là một video mình mới up lên. Đấy là nhà huấn luyện thú tài ba cùng chơi Pokemon đại chiến. Thì nó khá là hay. Thấy là con thì anh chơi... em qua nếu mà thấy hay và thấy series này hấp dẫn thì để lại một subscribe cho tôi thì tôi rất cảm kích nếu có hành động như vậy. Ngoài ra thì cái channel này thì nó sẽ live stream về những cái game như kiểu Liên Minh Huyền Thoại đây, hay là Far Cry, hay là Dead Rising 3. Dead Rising 3 thì tôi vừa chơi hết rồi. Ok, thì các anh em nếu mà muốn giao lưu với Liên Minh Huyền Thoại với tôi thì có thể qua channel này. Và lúc nào đợi tôi live stream thì anh em comment in game ở dưới thì tôi sẽ mời. Và đừng quên bỏ lại một subscribe để ủng hộ tôi nhá. Thì đây đây là tất cả tất tần tật về channel Game Action. Thì còn một cách nữa, nếu mà bạn nào không tìm được Game Action đây thì các bạn có thể search Shonen Action Official. Đấy. Đây. Bấm vào đây. Thì bạn có thể thấy My Friend Thế Giới Top 10 Game Action và Vigito DBS. Thì Game Action và Vigito DBS đều là những kênh của mình. Thì các bạn đi qua thì nhớ bỏ lại một subscribe vào kênh Game Action.